mình đang tự kinh doanh một cửa hàng điện thoại Apple tại thành phố Hồ Chí Minh. Ước mơ của em hiện tại thời điểm này sẽ là mở một cửa hàng thời trang của riêng mình. Nếu mọi người gặp em ở ngoài đời thì mọi người thấy là em một người rất là nhiều phong cách. Nhưng thật sự khi mà mình lựa chọn những tấm hình mà mình post lên trên những cái trang mạng xã hội thì em muốn mình rõ ràng hơn về một style nhất định. Nó sẽ là một cái nào đó định hình được phong cách và định hình được hình ảnh của chính bản thân mình đến mọi người, là khi nhớ về em, mọi người sẽ nhớ em là một cô gái như thế nào, có gu ăn mặc như thế nào. Thì em thấy như vậy thì em thích hơn. Một lần nữa em lại bắt đầu một cái cơ hội mới trong ngành thời trang, thì em nghĩ nó sẽ mang đậm dấu ấn của em hơn. Trong quá trình làm thời trang lúc trước, em thật sự rất là thích cái những cái quá trình mình làm ra một sản phẩm. Nó không phải là khi nào một khoảng sản phẩm hoàn chỉnh mà mình ra mắt khách hay là mình ra mắt với lại mọi người thì mình mới gọi là tự hào. Em tự hào ngay từ chính quá trình em làm ra từng sản phẩm. Nó không hẳn là quá đơn giản, cũng không phải là quá phức tạp, nhưng nó đòi hỏi một sự yêu nghề và một sự chỉnh chu nhất định từ em. Em thích những sản phẩm của mình chỉnh chu từ chất liệu, từ form dáng đến từng đường may em rất là kỹ. Thì đó là một điểm mạnh của em theo như em nhận xét đến thời điểm hiện tại. Để nói với những bạn trẻ như em thì em nghĩ là các bạn hãy cố gắng tìm được đam mê của mình là gì. Và từ đam mê, nó sẽ thúc đẩy cho mình có những trải nghiệm mới, thúc đẩy cho mình học hỏi những điều mà thực sự phục vụ cho cái đam mê đó.